Chào cả nhà, hôm nay Thảo đi ngang qua cầu Sài Gòn á, thấy ông chủ này bán cái món bánh bò bông của người Hoa này cả nhà, y chang những cái bánh bò mà Thảo có quay của chú ở dưới Cần Thơ chú Tiền Chiêu á, rồi bánh bò của cái anh Hầu anh làm ở trên Đồng Nai vậy đó. Hôm nay thấy chú này chú bán. Rồi, cảm ơn con. Rồi, thấy khách cũng đông lắm, nói khách dừng lại mua đông lắm. Mà tại buổi sáng sớm á, người ta đi làm á, đông á, kẹt xe cho nên là bán cũng hơi khó. Đây có số điện thoại của chú luôn nè. 0349066165, đó số điện thoại của chú đó cả nhà. Bánh bò bông. Sáng thôi con. Dạ. Tiếng vắng giờ mà. Sáng giờ chú bán hết ổ rồi đó hả? Ổ đây rồi con. Đây. Dạ. Hết ổ đây giờ ổ thứ hai con. Ổ thứ hai rồi đó hả? Ừ. Trời ơi, bán nhanh dữ hả? Ngày chú bán mấy ổ? Ngày chú bán buổi sáng hết 3 ổ nè, thôi buổi chiều chú bán 2 ổ. Sáng bán 3 ổ, chiều 2 ổ, hồi ngày 5 ổ rồi nha. À. Ngày. Dự dằn chưa? Cho con hỏi thăm chú tên gì á chú? Chú tên Như con. Chú Như. Dạ. À. Đó, bây giờ là chú Như là có bánh bò kiểu là bánh bò giống như chú Tiền Chiêu ở dưới Cần Thơ rồi nha. À. Đó, ngay ở Sài Gòn luôn, mình không phải là đi tìm đi đâu xa thôi hết trơn á. À. Cái này là lá dứa này chú này. Lá dứa. Cái này lá dứa này. Có hai loại cả nhà. Có cái màu xanh lá chú, dứa. Chú cũng từ coi dưới Cần Thơ mà về chú làm đó con à. Coi mà sao làm được hay vậy? Ôi về học với con. Dạ, vậy chú bán được mấy tháng rồi? Mới bán được là tháng rồi. Mới bán một tháng. Dạ. À. Yeah. À, và chú có xuống dưới Cần Thơ không chú? Không con. Không có xuống mà sao làm được hay vậy? Mạng nó vậy con. Ừ. Trên mạng trên Trà Vinh á, con Trà Vinh á. Dạ. Alo Trà Vinh á hả? À, alo Trà Vinh. Dạ, vậy mà chú làm. Đốc kết nhiều người lại làm con. Dạ, vậy mà chú làm được là Thảo khen hay luôn á. Mà có cái bánh bò nó sốt này. À bò này sốt quá. Dạ. Nó không dẻo. Dạ. Có ổ dẻo có ổ không con? Đó. Lá dứa thì nó sốt hơn còn bánh bò kiểu dẻo hơn. Thơm lắm, bánh bò nói chung là cái hương vị là nói chung chưa ăn thử nha, chút xíu Thảo mua ăn thử nhưng mà mấy cái hương vị thôi là nó đã giống ở Cần Thơ rồi đó. Dạ chú vô bịch về chú cân hả? Cân ký hả? À cứ cân lên cho bán cho nó đều con. À cân cho nó đều. À. Tại vì mình cắt nó không đều được. Dạ. Cân gì chú bán 100g hay sao vậy chú? Cái gói đó. Cái một gói là hai lần 6 là bán 20.000. Hai lần 6 bán 20.000 cả nhà. À. Một cái gói 20 vậy đó. 20.000 con. 20.000. Ở dưới Cần Thơ thì 10.000 thì dưới quê nó khác đúng rồi, còn đây thành phố mà. Đúng đến 10.000 chú không bán. Dạ. Cắt nó lâu. Nếu 10.000 thì ở Sài Gòn khó bán lắm. Hả? Chỉ có tuyến này với mấy tuyến khác khó bán lắm con à. Dạ, chỉ có cái đường này thôi phải không? À, tuyến khác bán không được. Dạ. Là chú chắc cũng đi nhiều điểm rồi đúng không? Ôi, chú bán đủ thứ hết rồi con. Dạ, rồi mới tròn vô cái điểm này. À. Dạ. Vừa rồi ba cái chuyện mưu sinh đó của mấy con bé nó cũng quay chú lên. Là chú bán xe nước sâm bộ lường. À thấy số điện thoại của chú gọi vô là sâm đó, sâm anh ha bạn. Đổi rồi. À đổi nghề. Chuyện mưu sinh cái sâm bộ lường hả con? Dạ thường là chú bán sâm đúng không? À. Cho nên có mấy người hỏi chú là hôm nay bán sâm nữa à? Chiều có bán bánh bò. À, rồi chú bán sâm cục đất lắm con. Dạ. 20.000. Ông bạn mình mà thấy á. Chú bán sâm cục đất lắm, ngày chú còn bán trăm mấy ly. Dạ. Nghỉ ở nhà rồi má họ làm cái nghề này mãi mòn mỏi đợi chờ. Đòi nghề qua làm bánh bò. Chú bán ra bây giờ người ta cũng điện. 20.000 gói vậy đó. Rồi, mà chú phải cắt sàn á, khi đó mới giao cho kịp á. 20. Đây là chú bán ở dưới chân cầu Sài Gòn luôn cả nhà, bên phía quận 2 á.
Nói chung là có cầu Sài Gòn thì nối quận 1 với quận 2 đúng không? Thì ở đây thì bên phía quận 2 mọi người đi ăn sao vậy? Cứ ăn muối mè, trong đó có đất muối mè rồi. Đây coi. À, có cái đường này đường gì đấy chứ? Cảm ơn. Tên đường mà cái đường này dưới dạng cầu á. Cô chú anh chị mà đi từ Sài Gòn hướng quận 1 á, bọc qua quận 2 và bên tay phải luôn, mình bọc bên tay phải cái là xuống là thấy chú Như bán luôn. Má chỗ này mà quay ra lên là ông Phượng đuổi liền con. Đuổi liền người đi chỗ này, đi chỗ khác bán hả? Chỗ khác bán không được con. Dạ. Chỗ này nó mới ngon. Là sáng xe cô chú anh chị thấy xe đông không? Chỗ khác bán không được. Hy vọng đừng có đuổi để cho chú bán, chú kiếm ít vốn tội. Chú bán xe xăm bộ lượng lớn lắm, chú bán không? Ở đường này cũng bán ở đây. Nhưng mà xăm bộ lượng thì người ta ăn đuổi hả? Đâu có quay toàn mưu sinh mua đồ này nọ, bình thường thì người ta không để ý. Dạ đúng rồi. Còn thí dụ như con là kênh của con là nó lớn quá. Dạ thôi, bên con nhỏ mà con hy vọng là truyền tải được nhiều người biết cái xe bánh bò để người ta mua ủng hộ chú. Chứ sao thì chú bán ở đây thì nó chưa giờ rồi phải không? Chú bán lâu năm rồi mà chú bán toàn xe xăm bộ lượng. Dạ. Xong chú nằm chú buồn chú coi chú thấy rồi cái này là cha bán đắt thế. Nhưng mà đắt lúc đó chứ cần chứ còn không mấy năm rồi đó chú, cái chú nhận chiêu rồi hình như là năm thứ ba rồi đó, vẫn đông vậy đó. Nhưng bây giờ thì nó nhiều lúc chú bán ở trên chợ Thanh Đa xăm bộ lượng mà đến và sắp hàng ra. Dạ. Nhưng mà giờ này nó ế rồi, lúc trước nó dễ là mang đường này khó rồi. Dạ. Chứ không phải lúc nào đắt được vài đâu con. Chú căng vậy, không ai nhiều quay ít gì hết. Vậy khỏe phải không? Không có phân bì là miếng to miếng nhỏ gì hết. Không ai căng phân bì miếng to miếng nhỏ gì hết. Dạ. Mà phải cắt sẵn vậy bán mới kịp nè. Chứ không thôi. Hai miếng 20 ngàn con. Hai miếng hả? Không, một miếng 20 ngàn chú nói rõ lại. Một miếng 20 ngàn. Chứ hồi này chú nói hai miếng 20 ngàn. Mới bán được khoảng tháng này. Dạ, chú bán tháng. Vô tình con thấy chú thì con nói trời ơi giống ở dưới Cần Thơ. Chú thì chú bán nhiều không Cần Thơ. Dạ. Ở buổi sáng là chú bán hết 3 ổ là chú về chú nghỉ. Dạ. Chiều 3 giờ chú ra chú bán đến 5 giờ. Cùng bán đây luôn. Bán chiều thì đẩy lên trên kia xíu. Trên kia xíu. Dạ. Ồ, vậy là chú bán 5 ổ bánh bò là quá giỏi luôn á. Nhưng mà lúc đầu chắc chú ra ổ thôi chứ chú ra lần 5 ổ sao bán nổi. Ở đầu chú ra 2 ổ. Đó. 2 ổ chú ra gần hết liền. Hết liền thì mình mới làm thêm đúng không? Dạ. Cái này bây giờ cố gắng cải thiện thôi cho nó ngon. Dạ. Để cho khách nó còn ghé hoài con ạ. Dạ đúng rồi. Ở đây Thảo thấy là chú có rắc vô một xíu mè. Còn dưới Cần Thơ thì cũng có mè. Có mè mình chơi nó khác tí con. Dạ. Bánh bò này mà rắc muối mè chứ ăn ngon lắm. Thảo biết rồi, ăn nó rất là ghiền luôn á. Thí dụ bánh này là bánh lá dứa. Dạ. Chú thấy chưa có được là chú thêm vô cho nó đủ á. Đủ. Hai mươi ngàn con. Này nó còn mới khách hỏi tiền chứ còn. Dạ. Dần dần là người ta quen, người ta biết giá luôn rồi. Và bán thôi cho nó rẻ nhiều cho nó ăn no con à. Chứ ăn không Ủa con đi có mình con à? Dạ có bà xã con đó. Bà xã. Nhưng mà đây cái đoàn này đứng nó đông xe quá. Chú bán qua ổ thứ ba luôn rồi đó. Đó nghiên cứu phải làm cái này là con biết rồi. Mới để được ba ổ chở đi. Dạ hay chứ nó không có xẹp á. Không xẹp. Chú coi kinh con quá nhiều luôn á. Chú coi hả? Nó nào là đủ loại hết từ đầu A tới Z, chú dở ra coi hết từ A tới Z luôn. Dạ. Vừa rồi chú định bán thêm bánh tầm á. Bánh tầm á? Bánh tầm con quay ở dưới xe đét hay là bánh tầm nào? Bánh tầm ở ngay Bạc Thiếp Bình Thành đây. Bánh tầm nó cũng ngon lắm á chú, bánh tầm nó xe tay đó. Đúng rồi, chú thấy cái món đó cũng hay. Ở đây chú bán món đó là hơi ngon á. Vậy thì bán thêm đi. Không kịp rồi. Hai ổ rồi. Ổ rồi thứ ba chiều bán hai ổ nữa, ổ này ổ cuối rồi đó. 20 ngàn. 20 ngàn chạy dữ ha.
hai vợ chồng anh đi khách hết chắc là. Ờ chú coi xúc chú coi. Chú nói coi kênh mình mà giờ sợ mình đăng lên cái người nhiều người quá rồi sợ không ăn sợ sợ là đô thị nè, đô thị nó quằn quại lắm. Thì cùng hy vọng á là người ta coi ủng hộ chú thêm. Rồi cái bánh bò đẹp chứ nè. Nở đẹp chưa bánh bò? Không có khác. Có khác gì bánh bò Triền Kiêu đâu. Mà làm chú đổ đi khoảng 30-40 kg bột đó con à. 30-40 kg bột. Dạ. À làm tới làm tôi thử hoài 250 cầm. Làm phải vất á, làm mà chú nói. À làm nó hư hoài rồi con ơi. Dạ. Mãi sau này nó mới không hư á. Ba trăm rưỡi hả con? Ba hai con? Hai. Ba trăm rưỡi. Chỉ có cái điểm này thôi con à. Cứ đi thử nhiều điểm không điểm nào bán được hết chứ. Dạ. Chú để Cần Thơ đó mà bánh bò Cần Thơ. 20 con 20. Học ông Cần Thơ chơi chữ Cần Thơ vô đó luôn. Dạ, thích bánh bò Cần Thơ quá hả? À. Ông Cần Thơ đâu có làm ra bánh để mà giao mối cho rồi gì đâu. Dạ, ông làm đồ bán rồi chú á, làm hai ổ mà còn nồi nữa mà. Nồi. Rồi ở Sài Gòn chú có bò mối không? Không. Làm đâu đủ đâu bò mối con. Dạ. Được. À hồi nãy giờ Thảo quay Thảo thấy là chú bán được ghê luôn á. Vậy mới bán hết ngày hết 3 năm ổ chứ. Bán 20 hết rồi chị ạ. À? Dạ ok. Chú con. Ăn có gì bột gạo ha. Bột gạo đúng rồi. Nó có cái vị béo tự nhiên của gạo á. Khó, con ăn là khó ăn hơn dưới kia không? Không, không có khó. Dễ ăn như thường nè chú. À. Tại vì nó hơi dẻo hơn. Hả? Hơi dẻo hơn. Dẻo hơn hả? Dạ. Như ổ vừa rồi là nó bông ổ nè, hơi dẻo hơn tí. Dạ. Một miếng vậy là cứ 2 lần 6, 2 lần 7 vậy đó. À. Đều hết thì 20.000. Không cân cắt không đều con ạ. Dạ. Người nhiều người ít khó mất lòng rồi. Chú là phải cân cho nó. Đúng rồi. Tại chú mới bán chưa cân được. Chưa ước lượng được. Chưa ước lượng được. Chắc là rồi cả. Cho nên chú phải cân lên. Bạn này miếng là chú. À, mai mốt chú lấy cái bao tay chú đeo vô á. À bao tay chứ thằng nhá. Có bao tay chú để dưới này nha, chú làm không kịp còn. Làm kịp hả? Dạ. Sợ mất công coi lên mạng khách được góp ý này nọ. Đúng rồi, đúng rồi. Con nói hay á. Khách mà không đeo bỏ tay là phản ánh nó lên mạng nó bình luận ghê lắm. Dạ. Yeah. Chú coi chú cũng biết nhưng mà không có sao. Con cứ quay khách sạn mà đừng lọc cái nào không có con cắt bỏ chú. Dạ. Yeah. Ôi anh bò ngon nha. Tại chú cũng làm cách đâu quá. Nó nở bung bét hết trơn, rất là ngon. Hơi yếu à. Cục có to vậy mà hơi yếu à. Mà bán sao vậy chú? 20.000 bình con. Lấy đâu khách ăn dữ ha. Khách
coi giống như là khi mà Thảo quay clip ở dưới Cần Thơ đó, nhiều người thích ăn quá mà không có biết làm sao, người ta đâu có gửi lên Sài Gòn. À. Bây giờ Sài Gòn có luôn, là mọi người có thể ghé ở dưới chân cầu Sài Gòn bên hướng quận 2 á, đồ quá hướng quận 2 để mua. Sáng mấy giờ là có đây chú? Chú 7 giờ con, 20 ngàn. 7 giờ sáng là có rồi ấy cả nhà. Chú bán đến tầm 9 giờ là hết à? Chú lấy tiền đâu? 9 giờ là hết đau ổ này con ạ. Lo bán. Lo bán mà quên lấy tiền luôn á. Không, bạn đó bạn bỏ vô đây rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Cắt đi cho nó kịp. Chút nữa khách đông quá cắt cũng kịp. Nó cũng dẻo như ông Cần Thơ hả con? Dạ. Vậy sao chú làm á, chú xuống Cần Thơ chú mua cái bánh chú ăn thử coi thử bánh người ta sao với bánh mình tự làm sao? Cái này chú học nghề ở đâu chú? Học nghề trên mạng con. À, chú học trên mạng. Chú nói chú học trên mạng mà chú làm được là hay lắm luôn á. Trời ơi, nó mất cả mười mấy ngày trời á con ạ. À. Dạ. Đáng lẽ bỏ cuộc rồi mà không bỏ. Dạ. Quyết định không bỏ. Rồi giờ được cái nghề này rồi bỏ cái nghề kia luôn à? Nghề kia chú nghề kia chú bán cũng không khác gì cái này. Dạ. Chú nói bác xương xăm bộ lương. Mà thấy nhanh không? Hồi nãy giờ mình tới đây là ồ, đây là ồ thứ hai rồi là chuẩn bị hết luôn rồi đó. Lúc nãy em Thảo ghi lại á là chú còn bán ổ thứ nhất nữa ổ. Cái này bán sao rồi chú? 20 ngàn một bịch con. Vậy bây giờ là chú đã để cái ổ thứ hai luôn mà cắt còn cái nửa ổ thôi. Ổ này ổ thứ ba rồi. Ổ này là ổ cuối rồi con. Ừ, ổ thứ ba rồi đó. Sáng 7 giờ chú đã ra đây. Bày ra rồi đúng rồi. Tại bây giờ là chắc 8 rưỡi rồi. Với cái đường này khách nó đông. 8 rưỡi rồi. Đúng rồi. Chú bán 3 ổ. Chứ làm gì có đường nào khách đông như đường này đâu con. Dạ, đường này bán đà đời luôn. À, nó chạy chập nữa, đến đông đông chạy chập. Đúng rồi. Chứ chạy nhanh quá lướt qua luôn là không bán được. Qua, chú là người Quảng Nam á cả nhà. Đó, hôm nay ra nghe dòng là biết chú người Quảng Nam, hỏi chú đúng ngay chóc. Mà cái này bán Sài Gòn, cái này về miền Trung chắc bán không được đâu chú. Không được con ạ. Dạ, miền Trung không bán được mấy bánh này đâu, nói thật luôn vậy đó. Ai buồn à. Chứ ra ngoài là chắc chắn bán không được. Mà trong miền Nam này á, trong Sài Gòn này là bán được. À, ăn sáng một ổ này là thay vì ăn ổ bánh mì á. Miếng này cũng bự, tại vì tôi bán tới 200 mấy gram. Miếng 260, 270. Mọi người thông cảm nha, chú mới cắt cho nên là nó chưa có thẩm mỹ, đúng rồi. Nó hơi bụng, nhưng mà đúng là bánh thôi à. Ông với cái ông cắt đẹp nha. Dạ, thì lâu rồi, làm 30 năm rồi. À, 30 năm. Đường của hả, đi bộ mà làm như đường với xe máy rồi, đốt kẹt quá trời. Cảm ơn con. 20 ngàn con. Hai lạng là sáu con. Chú bán có vừa đủ hết chứ mà. Anh gần 3 lạng đó mà. Bán rẻ luôn á. Chú chiều là mấy giờ là chú bán? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều là có cả nhà. À, 3 giờ chiều thì bán chậm hơn. Dạ. Có thể buổi sáng chú đem để chú bán một được nha, mà thôi chú bán 3 ổ là được. Chiều là bán tới 3 giờ, bán tới 5 giờ, 5 giờ rưỡi. Dạ, chiều thì bán chậm hơn, 2 ổ thôi mà bán chậm hơn. Anh cho tiền ra hả? Đưa rồi, đưa 20 ngàn bỏ dưới túi rồi. Con quay clip không thấy. Chú bán rồi chú nói chuyện nữa. Đúng rồi. Cho nên là thì chú hãy để tại một phần cho mình quay clip làm chú phân tâm nữa. Làm chú phân tâm, đúng rồi. Chú cái chú điện kêu là chú sắn vậy nè, sắn vuông vậy nè. Đó, nó đẹp. Anh đó giao ảnh chuyên nghiệp, anh bán để thấm giao thật sắc. Dạ. Chú chuyển giao bán mười mấy 20 năm rồi. Mà dưới đó bây giờ cũng chậm rồi con ơi, còn quay là lúc đó chứ bây giờ bán cái gì cũng chậm hết chứ. Dạ. Chú bán thanh đa ngày xưa nước và sắp hàng á, về cái ly xăm bộ lược của chú nó chất lượng lắm. Nhưng mà bây giờ anh cũng chậm đi à. Ở cả nhà thấy con cái bánh của chú là nó rất là đặc á, nói chung là nó dẻo dữ lắm.
bán mà ra bán như vậy là cái bánh này phải đồ từ ngày hôm qua nó mới về cái bánh lại nè. Chú ra lò mà khoảng 1 giờ chú ra bánh rồi. Đó, chứ bánh mà đồ sớm là không có cắt được đâu. Ừ. Bánh mà giống như chú Triền Chiêu vậy, chú đồ là khoảng 12 giờ đồ xong là 3 giờ chiều chú mới cắt, phải 3 tiếng sau cái bánh dưới tầng thơ mới cắt được. Nó mới dễ chứ không là nó bột lắm. Dạ nó mềm lắm, cắn được đâu, nó còn dẻo cái bánh. Bánh này cũng vậy, bánh này mà ví dụ sáng mà 7 giờ ra bán thì phải đồ từ chiều hôm qua cả nhà tối rạng sáng. Bán sao chú? 20 ngàn một miếng con. Mấy con miếng rồi chú? Vậy 2 miếng đi. 2 miếng. Ăn à, mà góp ý chú con nha. Dạ. Để chú làm cho nó chất lượng lên luôn. Con ăn con thấy nó không có thua gì đâu. Không thua gì đâu hả? Dạ. À thế là chú cảm ơn con. Dạ. Thì chú không chuyên nghiệp cho nên chú không biết cái bánh dưới đó sao nó. Dạ. Ngon. Mà chú coi bình luận dưới đó là cũng có nhiều người kêu chua cũng không ngon, cũng có nhiều người kêu ngon. Thế thì nói chung là khẩu vị của mọi người mọi ý nữa. À. Dạ. Cái đó mình cũng có chê trách gì hết trơn, đôi khi khẩu vị người ta ăn cái đó không hợp. Đúng rồi, có dạ. Người thì khen, ở đây chú bán đây cũng có nhiều người đến, thí dụ như chiều là anh đến là anh lấy có nửa ổ luôn nè. Dạ. Dặn anh nó đặt rồi đó. Dạ. Tại vì cái mua về cho mẹ nó thích quá. Dạ. Đó để đây Thảo nói giống như cái bánh của chú á, là đây nó hơi dẻo đúng không? Mình bóp ra nó cũng có sẽ có đồ bung nhưng mà nó không bung bằng dưới Cần Thơ giống. Thì mình có thể nói là dưới Cần Thơ nó nhẹ hơn, cái bánh nó nhẹ hơn. Còn đây bánh này nó nặng, đúng rồi, bánh này nó nặng. Đó nói gì á. Nhưng mà ăn thì Thảo nói là 1 chín 1 mười có thua gì đâu, rất là ngon. Đều là nguyên liệu gạo hết. Dạ, cùng gạo tươi xay ra rồi ù men rồi đồ. Giống nhau mà. Dạ. Chú học có con Alo Trà Vinh á. Rồi mấy người nữa cũng vậy. Dạ. Chú coi chú nghiên cứu chú mất đi khoảng không nhiều chứ tầm đổ đi hết tầm khoảng 5 triệu tiền bột tiền đồ á. Dạ. 10 ngày nữa tháng chú mới xong được cái này con à. À. Rồi mè đồ hơn là muối mè đâu, chuẩn bị rất là nhiều à. Sáng ngày chú chắc 3 ổ lên đây chú hả? Đó chú làm 3 tầng chú chắc lên 3 ổ à. Tự nhiên rồi nghĩ là sẽ chuyển qua bán bánh bò hả chú, hay là làm sao chú? Đâu chú thấy chú mở màn chú coi. Dạ. Thảo Vi nè, con chồng con quay nè. Dạ dạ. Cái chú coi chú thấy sao mà ông nào bán thuộc đất thế. Dạ. Tính ra là thời đó chứ bây giờ con xuống là bảo đảm thưa. Dạ, còn rồi. À. Cái thời chú bán chú gọi con Ngọc và Sài Gòn ngày nay á. Dạ. Ngọc Sài Gòn phố chứ sao à, Sài Gòn phố á. Dạ, người sao? À, mà sau này cái chú thấy nó đắt quá chú sợ bán trên kia là nếu mà đưa lên mạng một phát là nó công an 20 đó. Ngàn á em gái. Công an nó sẽ xử lý với đô thị nó chụp ngay. Dạ. Cho nên chú không quay. Ngày xưa chú bán nước sâm á đứng giống như là đoàn khiết vậy mà. Dạ. Bây giờ nó không chậm đi à. Dạ mà là chú 20 ngàn một gói em. 20. Bây giờ nó khó lắm, nó không phải như lúc trước đâu. Lúc có tiền cho bạn thôi chú. À, lúc trước thì còn bán nó đắt hàng nữa, bây giờ không đắt hàng đâu con à. Bây giờ con xuống Cần Thơ bảo đảm chú, lúc trước chú bán chú cũng đông lắm mà sau này chú thấy chậm là chú biết. Dạ. Nó dính cái gì á, tháo cái này nè. Đúng rồi. Chú coi sáng tác chị cái xong cái tự tìm tòi học rồi bán luôn. À, tự tìm tòi thôi con. Làm gì không phải tìm tòi thôi chứ bây giờ. Mà chú gọi cho em Ngọc là lúc mà chú bán chuyện bán cái này hay bán. Đâu, chú bán cái kia. Sau này chú gọi nhưng mà chú không làm. Dạ. Cho đến. À. Kệ đi ba làng luôn. Chắc là còn sao mà không thiếu còn. Dạ. Nên mấy cái kia nó không đủ. Thì cái này nó dư thì chú cái khác nó thiếu kiểu vậy. À, kia không thiếu. Không cảm tại chú mới bán. Phải bùi vô thêm. Thiệt rồi bớt. Nó không có khách á, chú cắt chú treo hết kìa, đến rồi chú cầm chú đưa. Dạ. Còn bây giờ nó có khách thì mình cứ lại ra. Đồng. Thôi xấu xấu. Hơi xấu. Cái bọc của chú nó bọc này có quai kiểu gì vậy ta? Bị đứt quai á. Còn lại đi em, còn bùi em.
bán bò người Hoa của chú Như cả nhà. Mình không để chị triệt tiêu mà để nổi tiếng làm thơ. Dạ. Một miếng. Chú nói là không để bánh bò triệt tiêu. Hả? Nhưng mà để bánh bò nổi tiếng Cần Thơ thôi. À, để chỉ Cần Thơ có cái bánh bò này nổi tiếng chứ đâu có bánh bò nào khác. À. Bánh bò để vậy cho có nhiều người ta coi mạng ta biết hết á. Dạ. À. Cảm ơn con. Sài Gòn chú đi khắp mọi nơi mà chỉ có cái điểm ở bên quận 2 là thôi. Không có điểm nào bán được hết, khó. Chú bán cho khách sau kìa. À. Chú mà chú đứng nói chuyện là chú khỏi bán luôn á. Mà giờ này là gần hết rồi cả nhà. Mà nó đổ hết trơn qua đây rồi ta. Chú ơi, cái nó mặn gì sao ăn chú? Chú có mặt đường này là chú chai hết à? Hết 20 ngàn ăn hết toàn mái. Để dành cái này nó đâu có hư giờ đâu. Giờ đến chiều ăn rồi. Dạ. Mai để cho ngày mai. À, dạ. Xin lỗi nha. Mãi nói chuyện cho nên hơi bị quên. Mới bán cho nên hơi lòng còng, mọi người thông cảm đi. Từ từ vài tháng là chú quen à. Tại vì có con nó khớp vậy. Có con nó khớp à. chứ không phải là bán bà này cũng lâu lâu rồi con. Dạ. Nên tự nhiên gặp con cái bắt đầu khớp lên nè. À, nói chuyện nó hơi hơi. Thôi mình vừa nói chuyện vừa hơi khớp. Chả khớp cái gì nha, vừa nói chuyện cái lụp chụp. Dạ. Cứ căng này là nó được 25-26 miếng là vừa đủ con ạ. Dạ. Chứ không căng là nó có khi nó thiếu, có khi nó thừa. Chú bán cho khách kìa chú. À đây. Hôm nay là con quay phim cái làm chú khớp quá. Không phải. Đáng lẽ bỏ ra đây nhưng mà để trên đó. Chưa đủ đô. Bao tay thì mình bóc vào màu vô, dạ. Lấy cái này bóc hơi lâu. Bánh vẫn dẻo như ông dưới kia con hả? Dạ. Nói chung là cũng rất là ngon đó chú. Ai mà thích cái bánh bò Thiền Chiêu ở Cần Thơ mà không có dịp, chưa có điều kiện mà đi về Cần Thơ, mình ăn của chú Như Thảo đảm bảo luôn. Rất là ngon, 1-9, 1-10 mà nó không có thua. Mọi người cứ ăn thử đi. Nếu mà ai mà thích cái đồ mà đồ đặc á, đồ mà giống như đồ mà đồ dẻo á, thì cái bánh ở đây thì rất là tuyệt vời luôn.
đó. Rồi, bánh này nó giống như kiểu giống như là nó ít nở hơn á, giống như bánh mì mà giống như dạng như bánh mì đặc ruột và bánh mì mà không có đặc ruột cái gì đó. Đó, cái này nó đặc hơn, ăn nó chắc tay hơn á, kiểu vậy. Làm chú hai tờ năm con nhá. Rồi, cảm ơn con. Con bán gì được mà con bán rồi. Dạ. Cái đó là hơn á. Đẹp cái này, cái bánh này cắt ra nó đẹp này. Có thua gì ông Cần Thơ hả? Có dạ. Nghĩa là mình cắt chưa trình độ bằng ổng thôi. Đúng rồi. À, ổng cắt còn có 10 ngàn cho chú, 10 ngàn nát hết. Chú cắt 10 ngàn là nát hết, nó nhỏ quá cắt cũng được á. 20 ngàn con. Mấy phần con? Một phần. Đẹp mình. Ổng cứa ra ổng mới cắt còn chú. Không, cửa đâu có cửa đâu. Có ổng cứa qua ổng cắt, ổng cắt đâu nè. Chú để ý là chú đếm từng miếng của ổng coi. Đếm từng miếng. Cắt nhiều lắm. Vậy coi cái clip con chắc kỳ lắm luôn á, mới đếm từng miếng á. Hả? À, nói chung là con và nhiều người quay, nhưng mà chủ yếu coi con là chính. Chết rồi, chả còn tờ giấy là 10.000 hecta. À con. Cái đứa. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta đưa 60 thì mình thối 40. Cái bánh chú nó có nhỏ hơn bánh ổng không con? Cái ổ bánh hả? À. Cái ổ bánh này là miếng bánh. Ổ bánh á. Ổ bánh con nghĩ chắc nhỏ hơn á. Ổ bánh là chú 7 kg. Con không biết ổ kia mấy ký, con nhớ con hỏi nè. Cái này không nói giống bung ra tới đây luôn mà. Dạ. Chú nghĩ là nó cũng không nhỏ hơn đâu con. Về cái này chú làm mấy cái thau bự lắm. Dạ. Ừ. Đây chú hấp điện hay là hấp củi? Hấp điện con. Hấp điện hả? Dạ. Hấp củi thì con thích cái mùi củi hơn. À. Và bây giờ Sài Gòn sao hấp điện được con, hấp củi được con? Dạ. Ổng ở dưới ổng hấp được, cho mình hấp ở đây nó đuổi mà dưới đi. Dưới chú hấp bếp ga? Không, bếp ga còn bếp ga hấp nó nguy hiểm lắm. Mình làm mình phòng cháy chữa cháy mình dạ. Sợ lắm. À bây giờ cùng hết bánh bò rồi đó cả nhà. Bây giờ là tầm chưa được 9 giờ là đã hết bánh bò rồi, chú Như bắt đầu hết rồi đó. Thì cô chú anh chị mà muốn ăn á thì đi sớm, bây giờ mới có 8 giờ 39 phút à. 7 giờ là chú có mặt ở đây rồi. À chú bán sớm lắm. Đây, bây giờ mới có 8 giờ 39 phút mà hết rồi. Cô chú anh chị á, có nhu cầu ăn bánh bò xốp, bánh bò bông. Đây là cái món này thì nó có tên là bánh bò xốp với bánh bò bông đó, của người Hoa. Chú bán hai thứ, bữa này với vài bữa nào là một chú để một cái tủ nữa. Là chú bán bánh bò dừa lá dứa. Xốp này bán bao nhiêu chú? 20.000 miếng rồi. Là bánh bò dừa lá dứa con. Dạ, là nhỏ nhỏ vậy hả hay là to? Bao bánh to, bánh to cắt làm đôi ra nữa, một cái 40.000 cắt làm đôi ra. Dạ. Là chú bán hai thứ nha, cho bây giờ bán thứ thôi. Dạ. Vài bữa nó chậm mà thí dụ mình bán nó chậm nên bán hai thứ. Dạ. Mà này tính ra chú bán Sài Gòn bao la chú cũng trả sợi chậm. Dạ. Có nhiều lúc như bữa hổm trời nó mưa, chiều chú ra nó đâu hôm nay từ 100.000 mà. À 100.000. Đúng rồi đó. Dạ. À, mấy bữa như bữa hôm qua chú ra trời mưa. À, chú về bên đường D2 chú bán. Dạ. Bên D2 thì đông lắm. À. Bên D2 Bình Thành thì đông khủng khiếp. À. Con này miền nào chú? Miền Tây. Ăn miếng là rồi đi, ngon lắm luôn á. À vậy hả? Dạ. 20.000 một miếng con. Dạ. Anh không chịu khám phá nhà đi. Mà kinh anh là chú mở cho chú bao lít chú dạ. Bạn đưa cho anh đại chú. Chú thích nói chuyện với con quá. À. À, gặp anh vui quá. Anh cũng nổi tiếng rồi cho nên chú. Đâu, người ta nổi tiếng rồi chú ơi. Cần được. Con nhỏ bé à. Anh thì tính ra với Bina với đồ thì đồ mà TV thì đó chú cũng ngang nhau hết. Dạ dạ. Chú lúc chú bán cho Thanh Đa
đến xin quay suốt và đông lắm. Dạ. Nhưng lúc trước chú bán đông quá chú không dám cho quay. Sợ đô thị. À, về đô thị. Nhưng bây giờ thì bán rồi, bây giờ bán chậm gì à. Dạ. Mình cứ cắt mình thêm bố con người ta có bán lớn càng nhỏ. Ở Thảo nhắc lại cái chùa mà chú Như bán á cả nhà. Là cầu Sài Gòn bên phía quận 2 á, thì mình đi từ quận 1 qua quận 2, mình bọc bên tay phải bọc xuống già cầu là thấy chú Như bán à. Chú bán từ 7 giờ sáng đến tầm 9 giờ sáng là hết. Mà đôi khi hết sớm lắm, đôi khi quay clip lên là khách mua đông á là có thể hết sớm hơn luôn á. Là đôi khi 8 rưỡi ở đây hết rồi, cho nên là cô chú anh chị nếu có mua ăn bánh bò Sài Gòn thì tranh thủ đi sớm một xíu. Chiều thì 3 giờ chú bán đến 5 giờ cùng ngay địa điểm đó mà dời xuống dưới xíu. Cũng nói chung là dưới già cầu Sài Gòn á mọi người bọc xuống cái là thấy à. Giá thì 20 ngàn một miếng. Miếng thì to lắm chứ không phải nhỏ đâu. À, 2 lần 6, 2 lần 7 chứ không có nhỏ. Có khi nhiều lúc gần 3 lạng, còn thích thì cắt lại, không thích thì cho đi luôn. Cho đi được. Mình làm thì mình trả ngại gì con ạ. À. Dạ. Chứ còn lấy lại thì không có lời. À. Đếm mới sợ chứ còn... Còn hết luôn. Trời ơi. Vì khách cuối cùng là được cái hên vậy đó. Ăn có muối nè, nó thơm. Anh cần thơ anh cho chùi lũi cho chú hả? Đúng rồi, ốc của chót á. Làm 2 túi. Rồi, cảm ơn. 2 túi đi con hả? Bỏ vào túi nó có 20 con. Ngon lắm, con về con ăn đi, ngon lắm. Rồi, cảm ơn con. Rồi thôi con chào chú nha, chúc chú bán đắt hàng nha. Dạ. Thôi không nói tiền, trời tiền gì vậy? Thôi, tiền cái gì mà tiền.